mẹ không? Mẹ của ảnh mất sớm. Ảnh có bố với lại chị hai. Có nhớ nhà không? Some, I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Mẹ chắc thương lắm hả? Mẹ thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải Kakao Talk của Hàn Quốc á, để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải rồi, xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á, villa là quá. Với lại anh để tay như thế này nè. Em có nói được tiếng Việt không? Việt chút xíu. Anh nhanh hết chưa? Anh nhanh chưa? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trong Chanyang. Trung Chanyang. Trung hay là Giang? Dung gọi là Giang. Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? Em là 36 tuổi. Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở? Gyeonggi-do, Ansan. Ansan. Em là lập trình viên. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? 4 year. Giang ở suốt ở Việt Nam 4 năm luôn. Trong cái đợt dịch vừa rồi có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không à. Là ở luôn 4 năm luôn. Thế mẹ không? Mẹ của ảnh mất sớm. Ảnh có bố với lại chị hai. Có nhớ nhà không? Some, I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Mẹ chắc thương lắm hả? Mẹ. Giờ mời em giới thiệu về mình. Con tên là Ngọc Bích. Nghề nghiệp của con là thợ xăm. Hèn gì nhìn nó nhìn rất là đẹp nha, rất là. Nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ con mở tiệm. Như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm đó, rồi cua luôn cô chủ hay là cô chủ cua anh khách hàng? Dạ ảnh cua con. Dạ thực ra thì trước đây là con có tình từng chia tay một mối tình á, xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Bạn này? Dạ không, cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á, cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình nó nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải Kakao Talk của Hàn Quốc á, để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải rồi, xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á, villa quá villa. Với lại anh để tay như thế này nè. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tấm hình Giang để làm sao đâu. Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba. Thì con cũng không có nghĩ gì hết. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra gặp nhau ở trong quán cà phê á. Con tới trước, con ngồi ở trong quán cà phê, con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh mở cửa anh bước vô á, trời cái người ảnh á cao to manly mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào. Cái con bị khựng. Con bị khớp. Còn Giang thì sao? Yes, I feel like some falling in love a little bit. She looks like very some girly, like her some student, a girl. She looks like very shy and then very pure. Con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói hết, con không nói một tiếng mặt nào luôn hả? Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm, hỏi con về giá rồi này kia. Nhưng mà thật ra là ổng hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi? Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Nhưng mà xăm cái gì? Ảnh xăm mới sau lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần đồ. Tại sao lại xăm cái hình thiên thần? I have a title is one is angel with the devil, so I have some two empty side, so I want to finish the full bag of title. This time I find her and then I take it a new angel title. Anh mới cảm nhận cái điều đó từ lúc nào? Từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con? Đúng rồi, when I meet first time and then when we meet the first time, just I just saw she's picture. When I really meet and then after, I feel like more than falling in love and then I try some more. Yeah, bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Sau khi mà ảnh xăm ở bên con xong thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con. Là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á. Chỉ mới có mấy ngày thôi à. Nhưng mà lúc đó con không chịu. Tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài mà con chưa có biết gì ảnh hết á. Nhưng mà ảnh kiểu anh tới tấp quá, cái con bị sợ. Rồi tại sao ổng lại tỏ tình nhanh như vậy? Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam cause I feel too lonely and then I want to some know about in Vietnam cause that time I just come in Vietnam from Korea 3 months and then I caught you. Sau cái bữa xăm đó
Thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái không? Một tháng sau con mới đồng ý luôn. Sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á, là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết. Trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á, với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á, từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè. Rồi ảnh tự làm đồ ăn, đem qua cho con ăn sáng. Xong rồi mua trái cây, rồi mua lê Hàn Quốc, rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không? Đã có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ làm sao? Ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết. Tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ con cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt. Cái kêu con là nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào, coi có tốt không. Tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Tại sao Giang lại thương mẹ hơn? In Korea have this name, wife, mom. Love is daughter, husband. And I have this man in Korea. And then I don't know why she better than computers to me. And then I do some more, give up food for mom. And then after, I feel some more than competence to her. So. Rồi trước khi tụi con cưới nhau thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á, 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Nhưng mà để chắc chắn hơn á thì mình dọn ra sống thử trước, xong rồi nếu như mà hợp nhau á thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Gần 1 năm. Sau đó mới cưới luôn. Dạ đúng. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào? Tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Ổng rất là nóng tính luôn và rất là ghen. Con có một người bạn thì bạn của con á là thế giới thứ ba là gay á, mà bạn đó là dancer. Bữa đó bạn đó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô ba chơi, thì ở trong trỏng á nó rất là ồn á, thì mình không có nói chuyện bình thường được. Mình phải kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi. Cái người đó đó ở ngoài thì cũng nhìn manly rồi. Đúng, nhìn manly. Thì khi mà ảnh thấy kề sát nó vậy nè, con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đen rồi, thoải mái rồi. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá, rồi bạn nhảy lum la hết á, cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái. Trời ơi, ảnh lại, ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn. Con mới tóp hai người ra, rồi con đưa tiền chú, con chạy về trước luôn. Trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Con muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen vậy? I believe her, but this time I don't know too much about gay, because I live in the Korea very long time. And don't know why it's very some culture shock to me in a gay. So I some can't understand it. But not now. Sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều, nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng, tại vì con cũng có sai trong trọng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Sometimes some very, I don't know where it make you angry, but very too faster to angry a while. And then I hope so you some more when you're angry, you I want you some listen to my talking. That's all. Tại vì con cũng là một kiểu người con rất là bướng, cũng rất là ghen nữa. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. This time is just company dinner on one day, and then have too much so many office worker people with her in my boss is near here, but he take it one girlfriend. He sitting in here, and then he take it one girlfriend and is sitting here, but I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother. And then don't know why when I go back home I saw this situation and I really don't know what happening to coming, but she first saw about what's this I really don't know what I say, what to do, what situation is this. I feel too sorry and then I really don't know so how to say this situation. Cái lần đó con hiểu lầm, kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ đó. Con điên lên, con la quá trời luôn, con hỏi là tại sao có cái này. Con ghen lòng ghen lộn lên. Rồi cái ông khóc. Bên đây cũng 1 9 1 10 thì đó, có vừa đó. Tại bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Rồi còn tật xấu gì nữa không Giang? No, she's no. Perfect. Đúng không? Bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? I just want about she more than became some wild, not wild, some mild. That's all. Con thì mong muốn ông thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ông cũng hiểu con nhiều hơn, ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa.
Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con với anh lấy nhau được gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Cảm ơn. Chúc mừng. Anh Quốc Thuận chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nghe về thăm ông nội và thăm các cô chú ở bên Hàn Quốc. Sao vui không? Nhận được lì xì vui không? Dạ vui. Năm nào cũng được nhận lì xì đúng không? Đâu, bây giờ mình lớn rồi mình đâu được nhận lì xì nữa, cho nên là lâu lâu mà mình nhận được rất là vui luôn á. Có không? Ví dụ như năm rồi, năm kia, năm kia có được nhận lì xì không nè? Dạ có. Tại nhìn tại biết sao? Nhưng mà chồng con có lì xì cho con mỗi năm không? Dạ mới lì xì năm ngoái à. Vậy hả? Tức là mới lấy nhau năm ngoái hả? Hay sao? Dạ con mới lấy nhau hồi tháng 9. Vậy là Tết được lì xì, nhưng mà lúc yêu á có lì xì không? Dạ có. Diễn viên phải lấy lòng người đẹp mà. Chị biết sao mà em nói năm nào cô ấy cũng lì xì không? Tại vì nhìn cô bé giống như là một em bé vậy đó. Nhìn cái gương mặt rất là trẻ thơ. Đúng không? Đó, nhìn rất là baby, cho nên là cái việc mà baby này được nhận lì xì từ các người lớn, từ những người bạn là chuyện bình thường, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha, bắt đầu câu chuyện nha. Không có gì trầm trọng lắm đâu. Đầu năm mới chúng ta phải nói những gì cho thật vui đúng không? Rồi bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Hai đứa quen nhau sao nè? Quên chú. Hai đứa giới thiệu tên mình chứ. Chưa giới thiệu. Chưa giới thiệu luôn. Trời ơi. Chú có quà một cái là cái chuẩn bị rối luôn. Rối luôn đó chị, rối luôn. Rồi, mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải? Dạ. Trí. Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Rồi mời con. Dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. Dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. Content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Ví dụ. Dạ như Facebook nè, TikTok rồi YouTube. Ồ, TikTok của con được bao nhiêu người follow? Dạ mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi làm theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ lắm đúng không? Là cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới bút ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Ê. Dạ. Vậy dạ. Đó hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ. Content rồi dạ. Và con tới để mà con review dạ. Cái nhà hàng của anh dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ không, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Mà giờ cô hỏi thiệt, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được. Tại vì con không có ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi cái bạn con mới nhắc là ủa không nhớ hả, hồi đó là có chung cái buổi đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó là con, cái ông mà có xe đẹp đó hả, là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở nhà, bữa tiệc một người bạn. Một bữa tiệc sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Cái lúc ổng chạy mô tô về đó là ổng chạy một mình, ổng là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy ra giới thiệu rồi. Có nghĩa là tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có người yêu, còn đứa là ở không. Thì đó, nó ở không đó. Mà ở không mà chạy mô tô. Dạ. Đó. Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ. Thật ra là con nhớ cái mô tô thôi đúng dạ, không? Dạ đúng. Con chỉ nhớ cái xe. Tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô, sau đó cô mới nhìn người. Là tại vì cái mô tô nó bự quá mà cái tiếng nó bự chị mà. Sợ lắm, nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Trời chị sợ lắm luôn. Đá nghe nè, rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay được vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm. Mà cái lúc dịch là đúng rồi. Tại vì ông đẹp luôn. Dạ đúng rồi. Dịch là nó giật hết em ơi. Không còn một cái gì mà có thể mà qua được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống là làm ăn luôn. Tới giờ đó. Cặp đôi mà chú con nè. Rồi nó nghe nè. Rồi sau đó làm sao nhận ra được ổng rồi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi thì con biết con nè. Dạ biết con nè. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều, hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết.
thì con cũng gặp bạn này thoáng rồi thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang làm việc hay là dạ, lúc mà làm việc xong review cho quán con á. Ừ thì dạ. Là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, đúng. Thì cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau. Ờ chắc là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Thả dạo đó đúng không? Ừ. Nên là con vô tình con thả icon thôi, cái bạn mới rep icon đúng không con? Rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Con thả icon gì vậy? Chết đi. Con thả ha. Người ta đang buồn, người ta đang buồn. Thả lộn không? Không chú ơi, nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Nên là con thả thôi. Nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha, mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy sao? Dạ, cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á. Con chỉ đăng cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Đó, thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha, mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì? Con hỏi ha 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 cái gì? Cái ổng kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là dấm dẫn á, dấm dẫn á đúng không? Kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con một mình hay là con dễ làm quen? Dạ không, con lúc đó con một mình rồi, lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Dạ. Rồi xong sao? Cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau? Là bạn đó mến con trước. Ủa? Cái rồi hai, bạn này hả? Dạ. Ủa thiệt không? Sao con thiệt biết? Quyền. Sao con biết? Tại bạn mến con trước. Bạn nói thích con trước nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con. Khoan tới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ sao? Con hỏi cô chú nha, hai đứa nói chuyện thì con thấy là thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Dạ đúng rồi. Buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết, thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua hay mua quà tặng, tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm. Thì con chỉ tặng, tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng nến thơm cho mình ổng đâu. Ừ. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ổng hỏi sao? Ổng hỏi sao? Thì hỏi là lúc anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi. Thì cái vậy đó cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi như vậy, thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta, rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao. Nói chung con cũng mường tượng trong đầu á, thì con mới hỏi là con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng, thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ. Cảm lắm vậy. Lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Cái con hỏi là từ lúc mà chở là ở Gò Vấp chở về một vòng lại Gò Vấp lại, cái không. Sao trả lời vậy đó? Sao kỳ vậy? Con giải thích cho cô cái tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào. Mà với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy. Thiệt. Mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không nô nô vậy hả? Đúng không? Dạ, không là nô nô đúng không? Đúng rồi. Nô nô thì đã bất ngờ. Trời ơi. Trời ơi chị đánh giận tiếng Anh ngộ ghê vậy. Đúng không con? Không là nô nô đúng không? Đúng rồi, đúng đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới kiểu là. Sao? Cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều nhiều người ấy. Với cái thứ hai đó là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái đó xăm ở đâu? Xăm ở đâu? Xăm ở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Con mới không dám ấy. Là con ngại vì những cái đó thôi đúng không? Dạ con sợ là con đúng rồi con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó? Con mới... ngại chứ mới sợ. Dạ, là ngại. Rồi là không. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi. Để mất, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa, tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, nhà con im lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Thôi rồi. Mà hỏi coi như thẳng thắn. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng gì đó, rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà đó là con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Dạ. Rồi sao? Tôi mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bé này bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng luôn. Rồi. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Dạ chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thật ra là con có thích bạn này. Tức
tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đời này kia nọ, đúng không? Dạ. Đúng em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó mới là tình yêu của mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn rồi cũng nhiều cũng giao đồ qua cho ăn cái thứ rồi rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ mua đồ là. Dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường. À. Kêu anh đưa đồ ăn cho em này, con dẫn xuống con lấy như bình nhưng thường. Nhưng mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như vậy. Rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có. Đó. Không có sao được, nhỏ xinh vậy. Quá xinh lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có. À. Sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con tấn công lần lần đúng không? Hả? Rồi sao nè? Rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về đây đâu vậy? Dạ. Anh chỉ đến bên em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên sai xỉn cái tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời. Dạ con nói vậy luôn con. Lúc thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chàng cô. Rồi lúc tỉnh thì sao? Sáng hôm đó đó. Hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi rồi. Đúng rồi, tự nhiên thu hồi, nhắn tin xong rồi thu hồi cô. Con cũng không biết sao. Sao tâm lý con hỗn độn vậy? Hả? Tại vì lúc đó là con chưa, cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi. Nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ mình đốt giai đoạn đi, hỏi thẳng luôn nè. Dạ. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ, ổng rủ con đi nhậu. Kêu thôi anh với em đi nhậu đi. Cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về. Chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu, tới nhà cái kêu, ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái tự nhiên cái con lên, con dắt lên phòng, cái con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn, nằm ngủ trên giường luôn cô. Mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ kêu tự nhiên cái con lớn con lên nằm trên giường của con luôn. Cái nằm ngủ luôn, cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này ông xỉn thiệt đó ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con đó, chỉ hung thôi luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Mà con như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt. Xỉn thiệt là thiệt nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Cái xong con lên cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu cái con ngủ luôn. Con ngủ luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc đó con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi. Bớt rồi đúng không? Mình nhận thức được hết. Dạ. Rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thật sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy cô nói mà cô quên rồi. Dạ con cưới là tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới 3 tháng nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Dạ. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có lý do chia tay. Có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Nên là thì con ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự nhiên vô tình con lướt Facebook cái con thấy một tấm hình, tự nhiên cái mũi bạn này nó dài, nó ngộ quá. Nên mà tại vì trước đó là bạn có nói con là xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly cái bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler vậy, nó căng chỉ á cô. Thì cái đó tiêm mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi. Là mình không cần phải mổ hết, đút cái chỉ lên là xong rồi. Là con đang đủ là. Rồi sao lúc đó? Kiểu lúc đó con bị sốc. Kiểu con thấy tấm hình con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Bạn không có nói cô. Cái không con mới gửi tấm hình qua. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tim này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt đó nó không có vô. Nó không có vô cái gì. Em chỉ chia tay. Dạ. Vậy chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày.
Dạ tại vì qua đứa nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Hả? Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu tao qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm, tự nhiên nói cho rõ ràng cho dạ, đúng không? Tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi, với lại một phần nó cũng không có phải là quá, với lại cô biết cái mũi chỉ á nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hở nửa năm năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm, con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Cái sao qua thấy vợ thì sao, thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu mà bà cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc, cái lấy cái con xìu xuống cái nên thôi luôn. Thôi luôn tại bà kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ con hỏi thiệt, con nào giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không? Dạ cái này nó tan rồi. Nó tan hết rồi đó cô. Thì đó, nhưng mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đẹp mũi con sao? Dạ không, mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi chung, cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn đi làm. Dạ thì cho nên nó đòi chia tay là đúng. Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó, chứ không có cần cái đó cô. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi, cho cơ hội lại đúng không? Không, nhưng mà rõ ràng là đẹp mà, em nhìn đi đẹp rõ ràng luôn. Không, giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích đụng chạm gì lên mà. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu con nói chồng con là em mới được bút định hình môi. Con đâu dám nói tiêm đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tiêm lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tiêm cái này tiêm tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn, cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tim cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu. Chứ đòi là con là quảng cáo xong là tim tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ để đẹp tự nhiên. Dạ, con thích đúng không? Bình thường. Tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà. Dạ. Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. À bây giờ thôi chú hỏi nè, có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm có điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ, chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Là ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo, thì thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao, có lặng dạ, lặng không? Cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện, cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới giờ cũng đâu. Dạ. Lãng mạn quá. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô, kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok. Ok, cái qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em? Sao vậy? Lỡm dục tư. Dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng nữa. Dạ, dạ, mới 3 tháng. Dạ. 12 mới có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Con đám hỏi là hồi lúc tháng 5. Thì 4 tháng sau là cưới đó. Dạ. Đó. Trời. Con hỏi ổng nữa, ủa anh vậy là mình cưới thiệt dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới, nhưng mà con không nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì con khá ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Lỗ mũi của nó kìa. Trời ơi, con nó giàu lắm, lỗ tai lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Thế là chị nhìn cái trán trắng nữa à. Thôi con gặp đúng cái tùng cái bắt rồi đó, mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần kia đi chị ơi. Ừ, đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vui đúng không? Dạ, hai đứa mới có 3 tháng thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi hết? Cũng đã hơi dạ, hơi. Lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Giờ ai kể trước đây? Kể trước. Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên sân si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu: "Ê em kiểu thương nhau quá trời em ha." Cái tự nhiên cái nói con con vậy em, người ta kìa, trời thương nhau quá trời em, ý là nó là thương quá ha, để hình lên mà cái kiểu để hình dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra vẻ đó, cái mặt rất là sân si dạ đúng rồi. Con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Nghĩa là con rất quên ổng rất sân si. Dạ. Rồi tiếp tục. Sao ta, con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, là lượm thượm lắm, là chắc là quen con xong rồi con mua đồ cho mặt là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng là không có biết ăn mặc rồi mập vậy đó, mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy cái bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết style gì nữa. Có mặc body đâu. Cho nên là lúc mà cưới xong là con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên, rồi lỡ dù mình đi ra đường hay gì đó
thì đó thì chắc vậy thôi quá, chắc từ xấu quá vậy thôi. Có vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra thì con mới nghe nè. Ví dụ con á bây giờ vẫn là một hot TikToker, một người nổi tiếng trên mạng đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Dạ. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam con không có thấy comment. Đây thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À, vậy là có đó. Không có ghen đó chị. Đâu có ghen. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si à. Cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị ơi, trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con thôi kệ, em muốn trả lời vậy. Giống như là fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Để ông vô ông sẽ comment lại thay mặt chồng em cảm ơn anh. Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi, ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài thì cũng kiểu thân thân vậy, mà ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi bắt đầu hung con là con biết rồi, là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ à, dạ đúng rồi biết là qua đã có chủ rồi đó, giống như vậy đó bà già. Rồi giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con. Giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói là con thấy cái sự thay đổi luôn, chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được đây. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Bây giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi dạ. Đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới về thì nhiều lắm chú. Kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh bà ngộ lắm, mà trước giờ con không thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó, là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây, xong cái bà đi đâu một vòng quay lại, ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây, cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn, mà con kêu, không có em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ, là kiểu vậy luôn không hay quên mà luôn tỏ ra là nhớ đúng. Dạ. Tưởng như là bệnh nặng. Nhưng tưởng như mình là người nhớ đúng. Luôn nhớ hoặc là nhớ đúng chết cha. Cái này hơi bị khó đó con, nó dạ. Phải là là nó trong nhà là bệnh lý rồi. Có nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Là kiểu như là để cái đó mình quay, tại không quay lại nói không có được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ mới quên. Mà con phải ghi âm nữa nghe, nghĩa là phải có cái micro nữa. Đó, để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Dạ. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè. Với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Kiểu là giống như một sự việc như vậy, là bữa sáng đó con dậy sớm đi. Cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con. Đó. Là con biết bà thích ăn bánh canh thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, thì bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về cái con phơi đồ luôn, cái xong con mới lát nữa bà dậy cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là ủa em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa, sao anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn đó. Cái xong cái vậy là cặp lên như vậy đó. Mà con nhớ qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ, đúng rồi, không nhớ. Vậy là không nhớ rồi, đúng rồi. Thì con đâu có, thì con đang ngủ tự nhiên cái em dạng bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Gì? Bánh canh qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt ăn bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi? Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có mướn cái cô á cổ giúp việc cho con á, rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết, thì con sợ. Với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm, nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ dễ ẹc à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng dở nấu cơm, mẹ con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó, là sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết hả. Con dậy con rửa chén, rồi nói chung là ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sóng cơm nữa. Dạ cái gì nồi cơm điện mà con cắm sóng được là con hay lắm á. Dạ chứ còn nồi cơm điện á mà ít khi nào nấu sóng được lắm em. Chắc quên bấm đó chị. Con không biết sao nữa, ý là bình thường con vẫn nấu cơm được, mà hôm đó là chắc giờ mẹ chồng con mới biết á, là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá, thôi để vợ vô, vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm.
cái con cắm cơm xong lên con ngủ tới trưa. Cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới làm về, mẹ chồng con mất lại đó. Còn con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho, chứ con cắm rồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ ba mới có ăn cơm ăn. Vậy có nghĩa là quên bấm ha. Cắm dạ, có thể là cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, nó đụng nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn nông sản mình thay đổi điều gì? À mẹ con á, mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại, đừng có nói những cái gì kiểu nặng nề quá thì làm nhau bị buồn hơn, bị tổn thương đúng không? Bị tổn thương. Thực ra cô thấy nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á, dạ. Phải khéo léo lắm á, chứ không có mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu, dạ. Phải nhìn trước nhìn sau nhìn qua nhìn lại nhìn trên nhìn dưới, chứ mình không có sống như là chỉ có hai đứa được, dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi, và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không, thường cái tâm lý của những ông bố bà mẹ là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc là ông bố mẹ vui lắm, vui và hạnh phúc lắm luôn, rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn, đúng không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, rồi sợ hãi á, thì sợ hãi cái chuyện hạnh phúc của tụi con đó, thành ra là phải khéo cái chuyện đó, nghe không? Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con, nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học, bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa, đúng không? Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được, những cái lúc mà mẹ nấu á, mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình, mà mình lại vừa một công đôi chuyện lấy điểm với mẹ nữa, đúng không? Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ cái mẹ kêu là con phụ mẹ không được, mấy con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy, mẹ cũng chịu nữa, mẹ có nói vậy vui lắm á. Con cứ lụm rau lụm dưa này cái nọ rồi xong nghía coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào này cái nọ, mình học được cho riêng bản thân mình. Nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi, còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Còn trẻ quá. Đúng rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng ha.